Thầy xin kính chào quý anh chị. Hiện tại bây giờ em đang có mặt ở xã Tây Hòa, huyện Trọng Bon, tỉnh Đồng Nai. Bây giờ chủ vừa gửi cho một lô đất ở ngay khu dân cư xã Tây Hòa. Đây là khu dân cư anh chị này, nhà cửa xây san sát nhau mặt đường bê tông. Và từ đây đi ra đường quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng 1.5 cây, 1.6 cây, cây số rưỡi thôi. Thì bên cạnh mình ấy, ngay giáp bên cạnh mình luôn, bên tay phải mình là một tí xíu thôi là chúng ta sẽ tới khu công nghiệp Tây Hòa, khu công nghiệp Bầu Xéo, khu dân cư thị trấn Trảng Bom. Thì từ vị trí của mình ấy, đi ra mọi tiện nghi xung quanh đầy đủ hết. Thì bây giờ là em sẽ quay flycam cho chị coi hình dung lô đất của mình nhé. Nó có một cái hay đó chính là nở hậu nha chị nhé. Mặt tiền của nó ngang 5m đó. Mặt tiền ngang 5m, hậu của nó ra tới 6m3. Hậu ra 6m3 luôn anh chị ạ. Diện tích của nó là 113m2 và thổ cư 100%. Thông tin chi tiết hơn thì anh chị nào có nhu cầu thì hãy xin liên hệ với em, số điện thoại em là 0772088263. Em sẽ cung cấp cho anh chị về pháp lý, về vị trí và về chủ của lô đất này. Hiện tại bây giờ lô đất này em làm chính chủ nha anh chị nhé. Và giá hiện tại sản phẩm này đang bán là 1.050.000 nha anh chị. 1.050.000 cho một lô đất sổ riêng thổ cư, khu dân cư gần khu công nghiệp. Dạ. Anh chị nào có nhu cầu thì biết thêm chi tiết hãy liên hệ với em. Cảm ơn anh chị.